Ở ngoài nấu. Khoan khoan, tí con tự xuống tấm này đã. Rồi, nói. Phải không có nói, chỉ là tự xuống rồi nói. Đúng rồi, phải giải thích mô tả chứ đúng không? Rồi bỏ ba lô ra. Chụp hình thôi. Chụp hình. Ủa vậy hả? Phải giải thích mô tả gì đó đi. Chụp hình đi.